Vì sao người có công đức càng nhiều thì lại càng ít nói? Nếu mà con có công đức nhiều con đi nói á, giống như con một ca sĩ giỏi, không khi nào cũng ra đường con ca hết. Con ca từ đúng cái chỗ con mới ca. Cái người có công đức nhiều ta không khi nào ta đi nói bếp xếp được. Còn cái người mà ấp a uống dở dở ương đụng đâu cũng nói đều khiều khiều là lại đây tôi nói vậy. Cái đó là không có đúng. Bởi vì tại sao mấy ông tổ mà Đức Phật còn không cho nói, mà duy nhất chỉ có cái ông Bồ Đề Đạt Ma ông sẽ bếp xếp mấy cái ông chết liền đấy, thấy không? Trong mình thấy nhớ là tổ mà còn không dám nói. Còn Trần Văn Tông biết sao trèo lên núi la để là đừng có quay chữ nè, rồi ông viết sách để lại thôi chứ không dám nói thôi. Rồi bây giờ tôi nói thật, bà Thảo bà có nhận hồi 50 chứ không ít đâu, mấy năm sau bà mới dám nói, mà nói gì không dám nói nữa. Rồi giờ phải đợi tới đời này, bởi trong quyền ký nói là đợi khi nào mà Long Nữ nhập tập quyền ký này, nhưng mà coi thời thế như thế nào mới công bố quyền ký này ra. Cái này nó có dòng tiền của nó rõ ràng. Thì con hỏi tiếp đi. Dạ, con